yêu cô, cảm ơn em rất là nhiều. Khi mà khi anh em kích thích này, hôn này, và anh em làm tất cả những cái động tác mà Thu Hà có chia sẻ với mọi người bên kênh YouTube của cô, có một cái video là chia sẻ 12 điểm nhạy cảm trên cơ thể của người phụ nữ, đúng không? Hello em mình, 12 điểm nhạy cảm trên cơ thể của người phụ nữ. Khi chúng ta biết được cái điểm nhạy cảm trên cơ thể của người phụ nữ là chỗ nào rồi thì chúng ta sẽ ok hơn, đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ xinh thế bé ơi, em cảm ơn anh user. Khi chúng ta hôn từ môi, từ mút mắt, và chúng ta đừng quên trao cho nàng một cái gì ạ, một cái ánh nhìn đầy đê mê và ngây ngất nhá, kiểu như nhìn như kiểu là mày có muốn anh ăn mày không đó, kiểu thế. nhìn theo kiểu là như thế này này. À, tức là khi mà chúng ta hôn rồi, hôn xong rồi đúng không ạ, thì anh em sẽ nhìn người phụ nữ của mình, tình yêu của mình, bằng cái cách là như này này, mê đắm, say đắm, bằng cái cách là mày thích gì. Kiểu như thế, kiểu như em muốn gì đấy thì anh làm tiếp cho đó, kiểu như thế. Hãy trao cho nàng một cái ánh nhìn mê đắm và đê mê, xong bắt đầu là anh em sẽ đi tiếp cái bước tiếp theo là cổ, rồi xuống dưới hai quả cà chua, rồi anh em sẽ từ 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 cảm nhận được tất cả những cái điều mà khi mà cơ thể của người phụ nữ mà lúc nào mà người ta cảm thấy là giật 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 rồi đó thì là gọi là thành công rồi đó. Giật 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 rồi đó đó, chứ không phải là chúng ta cứ hùng hục hùng hục xong rồi chúng ta đi thẳng vào cái gì ạ, vào trong cái vùng tam giác mạch, không được. Thì nó phải từ từ, từ cái giai đoạn 1 xuống giai đoạn 2, rồi từ chỗ nọ nó sang chỗ kia, và cái gì ạ, cái nguyên tắc của nó là từ nhẹ cho đến mạnh, và từ mạnh cho đến đến mạnh à, đến 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 nặng, chứ không phải là từ từ là chúng ta sẽ hùng hục hùng hục hùng hục vào là bắt đầu là chúng ta sẽ chiến luôn. Thực sự lúc đấy là nước hào nó cũng chưa có đâu, nước hào nó không có. À, tại vì là đang còn nó bị khô như thế, thì khi mà khô mà chúng ta đưa vào như thế thì cả hai, cả hào và củ cải nó sẽ bị đau rát và nó sẽ rất là khó chịu, phải không nào? Thì chúng ta sẽ đi từ 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 từ. Đúng rồi anh ơi, phải để ý cảm xúc. Và cái thời gian mà chị em mong muốn cái màn khởi động á thì nó rơi tầm khoảng 5 tới 15 phút thôi anh nhá. 5 tới 15 phút thôi. Tức là 5 trên 5 phút thì lại ít quá, mà trên 15 phút mà tầm khoảng các anh dạo đầu mà anh em cứ dạo khoảng 20 phút đó, thì lúc đấy thứ nhất là các anh ấy, thằng em trai và các anh ấy sẽ rất là chán rồi, tại vì thường thường là nó lại muốn luôn nhưng mà nó bị cương tức trong thời gian rất là lâu, thì thành thằng em nó cũng khó chịu rồi. Tiếp theo nữa là chị em sẽ bị mất hứng, chị em sẽ mất hứng nếu mà thời gian khởi động nó dài quá thì chị em sẽ mất hứng đó. Cho nên là thời gian đúng đủ thì nó rơi tầm khoảng tốt nhất từ 7 tới 15 phút là chị em nó gọi là ok tuyệt vời rồi. Lúc đó là gọi là sợi chân chu, gọi là mướt mát ướt át thì nó đã xong rồi. Thì bắt đầu là lúc đấy thì chúng ta, khi chúng ta đưa đẩy và chúng ta làm cái điều gì nó cũng dễ dàng hơn, nó giống như một cái xúc tác, và nó là một cái gì ạ, gọi là cái chất bôi 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 trơn hào đấy, bôi trơn hào đó, để có thể hoạt động trơn tru hơn, đúng nào? Chứ không phải là anh em cứ nghĩ là cứ hùng hục hục vào là nó ok đâu. Đầu tiên là cũng phải hôn, đầu tiên phải tìm những cái điểm nhạy cảm trên cơ thể của người ta, rồi ấy nhìn người ta một cách trìu mến, rồi là khen người ta, đúng không? Bình thường thì chúng ta sẽ làm em có yêu anh không? Đúng rồi, dục tốc là bất đạt anh ạ. Rồi là ví dụ bình thường thì chúng ta sẽ nói là em chào Hà, chào tới chưa? Ok, Vinat, chào bạn. Đã tìm thấy Hà rồi hả? Có nghĩa là khi mà đầu tiên đúng không nào, khi mà chúng ta đang hôn đê mê như thế thì nàng đang bị gọi là mê đắm với cái nụ hôn điên dại của chúng ta rồi, thì anh em lại tăng thêm cái phần kích thích nữa là gì ạ? Anh em sẽ hà hơi và vào nói vào tai nàng là em rất là tuyệt vời. Đấy, chúng ta sẽ nói là em rất là tuyệt vời. Đấy. Đó. Trời ơi, nó sẽ làm cho nàng gọi là, tức là phụ nữ thì là gì ạ? Phụ nữ thì yêu bằng tai đúng không ạ? Đàn ông thì yêu bằng mắt. Khi mà các anh sẽ dùng những cái lời nói nó mê hoặc như thế, làm cho nàng ngây ngất như thế, thì Thu Hà vừa với mục sở thị cho các anh biết là như thế này đúng không ạ? Rồi là bắt đầu là phì vào tai, bắt đầu em có yêu anh không? Bắt đầu là em rất là tuyệt vời, em rất là xinh đẹp. Thì thào như thế thôi chứ không phải là anh rất yêu em, kiểu như là đọc diễn văn vậy đó, anh rất yêu em. Em rất đẹp. Nó sẽ không có cái cảm xúc một chút nào nữa, phải không? Nghe rất là hài, mà anh em sẽ nói nhẹ vào tai của chị em phụ nữ thì là à, chúng ta sẽ dùng cái những cái lời mê đắm đó thì đảm bảo rằng thì nàng sẽ ngây ngất để điên dại theo các anh luôn đó. Gọi là điên dại luôn, lúc đấy là điên dại luôn.
Nghe thực tế cuốn hút. Dạ, cảm ơn bạn Đỗ Hiếu rất là nhiều, phải không nào? Thì đó là những cái mẹo nó rất là đơn giản, những cái thủ thuật nó cực kỳ là đơn giản thôi, nhưng mà làm cho nàng gọi là đê mê ngây ngất ngay cái màn khởi động thôi, nàng cũng đã là mê đắm với các anh rồi, chứ chưa nói là các anh làm cái việc khác, phải không ạ? À, trong live của em thì chuyên tư vấn hỗ trợ sinh lý nam nhé, giúp anh em kéo dài thời gian yêu, anh em kích vào đại diện kết bạn Zalo với Thu Hà, sau khi offline thì Thu Hà sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em kéo dài thời gian yêu nhé. Em ở Bình Định hả? À, không có anh ạ. Và khi mà chúng ta đã trao những cái lời nói như thế, và khi mà như hôm qua thì Thu Hà vẫn đang chia sẻ, thì không biết là các anh đã nghe hay chưa, thì lại mục sử thị tiếp một lần nữa cho các anh biết là như này này. Không phải là khi chúng 12 điểm nhạy cảm trên cơ thể của người phụ nữ, thì Thu Hà đã có một cái video ở bên kênh YouTube có tên là Dược sĩ Thu Hà. YouTube của Thu Hà là có tên là Dược sĩ Thu Hà, mọi người sang bên kênh YouTube để xem lại 12 điểm nhạy cảm trên cơ thể của người phụ nữ nhá. Và khi mà chúng ta sẽ, ví dụ như là hôm qua Thu Hà nói rồi, thờ vào cái tay này thì nó là cái cảm xúc khác, mà khi mà chúng ta lướt vào cái bên trong chỗ cái mu bàn tay này này, và chúng ta sẽ vuốt như thế này, thì nó lại là một cái cảm xúc khác, hoàn toàn khác, để làm cho nàng cảm thấy là hai cái cơ thịt này va chạm vào nhau, và chúng ta vuốt nó lướt 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 như thế này, thì nó sẽ tăng thêm cái hai bên cái ma sát ở bên hai bên cơ thể của chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn rất là nhiều, đúng không nào? Khi mà như này này thì nào làm cho cảm giác cái ma sát, và nó thực sự rất là đã, nó thực sự là như thế. Ừ thế hả, làm đi em, một tuần em làm chỉ nên từ 1 tới 2 lần thôi nhá, nó rất là tốt, nó không xấu, nhưng mà làm đúng làm đủ. Và lưu ý cho chị một điều rằng là em hãy luôn chủ động về thời gian và không gian, để không em nếu như các bạn không chủ động về thời gian và không gian mà bạn bạn sóc lọ như thế á, thì bạn có nghĩa là nếu trường hợp các bạn mà sóc á, các bạn không chủ động về thời gian, các bạn sợ người khác phát hiện ra á, thì đương nhiên vô hình dung là tiềm thức của các bạn sẽ là gì ạ, đặt cái ám thị rằng là phải nhanh lên. Nhanh lên thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ thành cái thói quen, thì bạn sẽ gặp trường hợp là xuất sớm nhá. Đấy, cái khi mà bạn QH mà bạn có vợ, bạn có người yêu á, nếu mà QH mà cái vấn đề mà sóc lọ của các bạn mà các bạn không có chủ động, ví dụ như các bạn có nghĩa là cố gắng làm sao từ từ 15 tới 18 phút là các bạn có thể là chủ động xuất ra, chứ các bạn đừng có để cho nó quá là nhanh, nó quá là mạnh, thì sau khi mà chúng ta có vợ có người yêu á, thì cái thói quen như thế nó hình thành như thế thì dẫn tới cái tình trạng là anh em bị yếu và bị xuất sớm rất là nhiều, cho nên là lưu ý Thu Hà cái chỗ đấy nhá. Công đoàn ok, chào bạn.